Rồi. Vâng, cú phá đầu tiên và không có con bi nào được rơi cả, chứ không phải là một trận thi đấu trong khuôn khổ giải đấu mọi người nhá. Vâng, 1 ra 2 không hề tốt một chút nào. Phong cách thi đấu vô cùng là chuyên nghiệp. Nakashi sẽ mở điểm như thế nào đây? Có vẻ như là hơi thừa lực một chút. Vâng, rất cẩn thận. Vâng, quá hay đến từ cầu thủ Hoàng Phong. Tốt. Đó chính là, nó không khó đối với một tay cờ như cầu thủ Phong Nam, cũng là một cầu thủ chuyên nghiệp. Cầu thủ Nguyễn Hoàng Phong, chúng ta cùng chờ xem. Con bí số 10 đầu tiên được đưa xuống lỗ thành công rồi. À, đủ quá trình để có thể va chạm và cọ sát với các tay cờ. Vâng, với các tay cờ đi trước, với các thế hệ đi trước rồi, cũng như là việc mà Kachi cũng có một slot tham dự giải đấu Moscone, định thực hiện tình huống push out. Anh Phong Nam quyết định sẽ chớp lấy cơ hội đó nhưng mà nó không được. Vâng, xin chào quý vị khán giả nhá. Xin chào Hoa hậu Như Thoa. Và với cái đầu gậy như thế này thì 2 ra 3 sẽ là một tình huống kéo một băng. Tốt. Và Cubic để có thể giao lưu với cả Alan Kachi, tay cờ chuyên nghiệp đến từ Việt Nam. Vâng, ví dụ như hôm nay, tôi không biết là thông tin về trận thi đấu đấy thì tỷ số hiện tại như thế nào rồi. Vâng, một thông tin nữa mà có lẽ cũng rất nhiều các quý vị khán giả, Alan Kachi cũng thậm chí là Kachi thì đã bị loại rồi. Alan Kachi thì đã bị loại, nhưng mà tuy nhiên là Kareo Kachi vẫn đang thi đấu ở lượt trận tứ kết. Quá chi tiết rồi, và tỷ số chắc chắn sẽ là một đều. Nào, hãy đến với cú phá thứ hai của Kachi. Vâng, có bị rơi. Và hãy cùng xem hình bi nào. Tay cờ hàng đầu thế giới. Vâng, sẽ có một chút sự... Vâng. Đây sẽ là chấm run out đầu tiên, tôi nghĩ là như vậy. Vâng, ngay được. 2-1 nghiêng về Alan Kachi. Không biết cao đến 2 mét chưa. Vâng, về cơ bản là cao 2 mét, nặng 100 cân mọi người nhá. Cái gì thế này? Vâng, pha chết đến 4 con bi mục tiêu. Mà cái hình bi như thế này thì ui. Vâng, anh Phong Nam quyết định một tình huống sút tệ. Vâng, không thành công. Vâng, đơn giản, nó chỉ là một tình huống sút tề hợp lệ mà thôi. Xin chào bạn Lê Công nhá. Nhưng mình xin thông tin lại một lần nữa thì đấy không phải là nhân viên xếp bi nha. Và đã phải tạm dừng và chấp nhận bỏ cuộc, xin thua trong trận. Hai con bi mục tiêu nữa thôi. Trồ lại, bấm lại một chút. Chính xác rồi, rất hay. Hai đều. Vâng, anh Phong Nam thì một chút thông tin về cầu thủ Nguyễn Hoàng Phong. Và Nguyễn Hoàng Phong thì hơn Kachi đến những 10 tuổi mọi người ạ. Và quyết định sẽ điều hài lộ giữa hay chăng. Vâng, có. Vâng, cầu thủ Kachi thì sinh năm 1999 mọi người nhá. Cùng xem quyết định của Kachi là gì trong tình huống này đây. Vâng, như vậy là Kachi quyết định thủ, thưa quý vị. Chỉn chu và cẩn thận của Kachi. Và cực kỳ là tôn trọng đối thủ. Vâng, cầu thủ Kachi.
không được. Và đây là trận thi đấu livestream, trận thi đấu trực tiếp mọi người ơi. Đây không phải là một trận phát lại đâu. Cái tai to mặt lớn ở trong cộng đồng bia thế giới hiện nay. Và quyết định là cần luôn cái bình tiêu số 3 nhưng mà nó vẫn không thành công. Có lẽ là cầu thủ phòng nào sẽ là một tình huống gót cho bình tiêu số 3. Chính xác là như vậy rồi. Nhưng mà thực hành trong con bi mục tiêu số 3 này thực sự phải nói là... vâng, tỷ lệ là cực kỳ thấp. Kể cả với những tay cờ chuyên nghiệp như là Kachi đi chăng nữa. Và Kachi có một quyết định thủ bi. Vâng, sơn mỏng con bi mục tiêu số 3 và sẽ là một cái đường thủ showmatch, một trận thi đấu giao lưu giữa tay cờ Alan Kachi và Nguyễn Hoàng Phong. Và sắp tới thì sẽ còn rất nhiều những trận thi đấu. Tỷ số lúc này đang là 2-2. Để có sai số được với ba con bi mục tiêu như thế này. Vâng, thấp đầu gậy và kéo hai băng. Không, như vậy là quyết định. Vâng, kéo phê cúp một chút và là một tình huống điều cực kỳ là chi tiết. Tỷ số được nâng lên là 3-2 dành cho Kachi. Và cho thấy cái khả năng phá 10 bi của Kachi là ổn định đến như thế nào. Vâng, tiếp tục là một tình huống phá có bi rơi. Sút tề chẳng. Ồ không. Vâng, và Kachi đưa ra một giải pháp. Cái đẳng cấp thi đấu như vậy. Với cái hình bì mở như thế này thì nó sẽ là cơ hội để Kachi nâng tỷ số lên là 4-2. Sẽ là cái vị trí đẹp nhất. Và có một chút mặt. Ok, như vậy là thi đấu một cách 3 con bì mục tiêu nữa thôi. Vâng, đẹp như tranh vẽ rồi. Kachi nào. Hãy cùng xem là có như thường lệ hay không. Vâng, lần này vâng, xin chào cầu thủ Hữu Phong. Vâng, với câu hỏi vâng, bia là phải như vậy. Ngoài vấn đề về cái năng khiếu, con bi đơn giản nhất có thể, đó mới là đỉnh cao của bia. Trận thi đấu livestream, một trận show match. Ô kìa. .999. Còn với Radio Kachi, đó là em ruột và cơ thủ sinh năm 2004, sẽ giải đùi như thế nào đây? Vâng, chạm được là hay lắm rồi. Tốt. Mà thấp đầu gậy một chút. Chính xác rồi. Phòng trường hợp mà quá may mắn đi chăng. Còn thực sự là cái việc mà chạm 7 đã hay lắm rồi. Ok, cả chỉ 4 con bi mục tiêu này thì đó sẽ là cơ hội rất lớn để cho cầu thủ Nguyễn Hoàng Phong rút. Tốt. Phòng Nam với hai con bi này. Tốt rồi, quá hay. 2021, 2023. Rất nhiều những cái danh hiệu lớn khác. Ô kìa. Vâng, cú pháo cầu thủ Phòng Nam rất đáng tiếc khi mà có bi rơi. Một hình bi tương đối là thoáng. Hơi sượng thưa quý vị. Ok. Các cái nền tảng phát sóng và chúng ta hãy cùng sàng C 2 băng. Tài trong cái trận thi đấu này trước một cầu thủ như là Alan Kachi. Rất tài. Là 5-3 sau cái tình huống này. Chính xác là. Ô kìa. Huống nào cả. Như thế này thì nhiệm vụ của Kachi vô cùng. Ô. Vâng, chém cực kỳ ngọt. Ui. Hay quá nhở. Vâng, đã báo lỗ rồi. Sút tề thành công. Rất xứng đáng. Vâng, với một cái má thẳng như thế này,
Có lẽ là cắm trổ lại một chút thôi. Vâng, không thể nào mà điều chi tiết hơn được nữa. Hai. Tốt rồi, mà mọi tôi không dám nói là bằng, nhưng mà có lẽ là không quá nhiều. Một cú phá không tốt của cầu thủ phòng Nam, rất đáng tiếc. Tạm một lần nữa, đây là kèo đấu động cơ chạm 15 và winner break. Tỷ số lúc này đang là đường riêng duy nhất mà thôi. Sẽ điều Nam như thế nào? Vâng. Hoàng Phong cân bằng tỷ số trong trận thi đấu này. Chính xác. Cơ hội đánh Phong Nam cân bằng tỷ số là 5 đều với con tỷ số 10 nữa mà thôi. Rất hay. Hãy cùng đến với cú phá tiếp theo. Ván thi đấu thứ 11. Vâng. Góc hai lỗ giữa, xin lỗi quý vị. Ồ, vâng, chúng ta nên học hỏi những cái đường cơ như vậy đến từ Gachi. Về phía lỗ góc phía xa bên tay phải màn hình. Ồ, như vậy là cắm kéo một bàn ngắn luôn. Quý vị, 4 con bi dành cho Gachi nào trong thời gian sắp tới. Rất chính xác. Chính xác là như vậy. Và điều 2 chăng? Chính xác là như vậy. Vâng, rất hay. Có một cảm giác lối đánh cực kỳ là chắc chắn và an toàn đến từ Gachi, mà nó không tạo ra bất cứ một cái, không biết là mọi người có thể kể ra giúp mình hiện tại ở trên thế giới và ở những tay cờ top đầu thế giới hiện tại vẫn đang trung thành với những cây gậy đánh ngọn carbon rồi. Đầu của bảng xếp hạng. Vâng, xin cảm ơn thông tin của quý vị. Như vậy thì bằng tôi cũng đang định liệt kê đến nếu như quý vị không quá trình thi đấu. Xin chào anh Đoàn Gia Minh. Vâng, anh Dũng như vừa vẫn đang dùng ngọn màu. Ok anh. Còn gì thì cũng như nhau mà thôi. Với Gachi dọn một hình bi rất. Rồi ôi. Vâng, vẫn có bi rơi thưa quý vị. Ok rồi, nhìn con bi mục tiêu số 4 về lỗ góc bên phía tay phải màn hình. Chính xác là như vậy. Cũng như là phong cách đánh, phong cách thi đấu của Gachi cực kỳ là lạnh lùng. Nhưng mà tuy nhiên thì Gachi, vâng. Vâng, rất khó để có sai số xảy ra. Thì cái việc mà đi chấm với Gachi, vâng, đây đã là chấm run nào thứ 3 rồi. 3 chấm thông với cái thể thức người bi. Tình huống xử lý cực kỳ là chi tiết và gọn gàng đến từ Gachi. Và Gachi nữa đây, chúng ta hãy cùng chờ xem nào. Ồ. Vâng, chớm nhìn qua thôi thì đã có rất hay qua mọi người ơi. Thủ phòng nào không có cơ hội được chơi. Ui. Vâng, chắc chắn là Gachi sẽ không thể có những cái sai lầm tốt đến từ Gachi. Mà nó buộc cầu thủ phòng Nam cũng phải thực hiện một tình huống A băng. Ui, đã chỉ lỗ chưa? Và như vậy là chưa. Vâng, rất đáng tiếc.
Đây rồi. Và một trong những lần hiếm hoi mà Kachi không được. Vâng, quyết định của Hoàng Phong. Đó là quyết định cơn cho cầu thủ Hoàng Phong với tình huống A còn bị mục tiêu số. Bây giờ vâng, chúng ta có thể thấy rõ được cái cả là những con bị đơn mục tiêu mà thôi. Vẫn phải là một tình huống tâm tiến. Vâng, nếu như tôi nhớ không nhầm thì cầu thủ Kachi có giành được điểm số. Như vậy cái tỷ lệ break and run đi chấm với thể thức 10 bi. Ồ, vâng, Kachi xử lý rất hay. Thực chất đó là một tình huống A băng. Có chấm run nào thứ 6 và nâng tỷ số lên là 11-6, 11-5, xin lỗi. Vâng, 6 chấm run nào trong tổng số 11 ván thắng. Tỷ lệ bây chi cái việc đi chấm nó hoàn toàn nằm trong cái sự kiểm soát của Kachi. Và đây rồi. Và như vậy thì không có đủ má để có thể công con bình tiêu số 1 vừa rồi. Vâng, nó buộc Kachi. Vâng, và như vậy thì không còn điểm ăn. Thủ thôi, tôi nghĩ là nên thủ. Quá hay. Và nó buộc cầu thủ Phong Nam tiếp tục phải sử dụng đến cái gậy nhảy của mình rồi. Kachi và cầu thủ Nguyễn Hoàng Phong mọi người nhá. Tỷ số lúc này thì đang là 11-5. Nghiêng về tay cơ người Albany. Và chắc chắn cầu thủ Phong Nam. Vâng, tôi đang định nói là chắc chắn anh Phong Nam sẽ thủ thì đùi sau 7 thôi. Chính xác rồi. Cái cảnh giới mà biến những cái việc xử lý bia và những cái tình huống cơ bản. Vâng, bia hay nhất là khi mà chúng ta thi đấu được càng cơ bản càng tốt. Với 3 con bi mục tiêu này và con bi số 8 gần như là con bi số 10 rồi. Rất an toàn quý vị ạ. Vâng, bắt buộc là cái tỷ lệ an sẽ phải nhiều hơn. Còn thậm chí lên đến 70% thì Kachi. Và 12. Vâng, 12-5. Vâng, vẫn có bi mục tiêu rơi. Và hình bi vẫn mở. Ồ, tuy nhiên là sai số xảy ra ngay. Đã bảo cần. Vâng, sẽ cần con bi số 1 này. Ok. Vâng, đúng là như vậy. Đã bằng con bi tiêu số 2. Và đã báo lỗ rồi. Ui, lỗi rồi thưa quý vị. Hai rồi. Vâng, xin chào bạn khán giả Tú Đạt. Trận thi đấu này Chí Đạt ạ. Trận... Nhưng mà tuy nhiên thật sự là rất tinh tế thưa quý vị. Vâng, vẫn là phải để lại một vị trí khó dành cho anh Phong Nam. Để buộc anh Phong Nam sẽ phải có thử thách, nhưng mà tuy nhiên là không tận dụng thành công. Đã cho đối thủ cơ hội rồi. Ồ không. Như vậy đó là một tình huống cần. Ok. Vâng, rút ngắn tỷ số xuống còn là 62.
Rồi, và cú phá của cầu thủ Hoàng Phong. Cái việc mà cầu thủ Hoàng Phong đang không là chính mình nữa rồi. Rõ ràng là một ngày thi đấu với những cú phá không được tốt. Còn đã chỉ về lỗ góc bên phía tay phải và thực hiện tình huống A băng. Không, như vậy là cầu thủ Hoàng Phong quyết định A băng thôi. Khó để Cà Chi có sai số với cái hình bì như thế này. Thôi, tôi chịu rồi. Vâng, hơn nữa. Vâng, rất xin lỗi Cà Chi. Vâng, tận dụng thành công thì tỷ số sẽ được rút ngắn. Với những tình huống xử lý lỗi ở bi đơn mục tiêu như vậy, rõ ràng là không hề tốt. Xảy ra nữa rồi. Chắc chắn là như vậy. Quá dã man. Vâng, có đến 4 con bi mục tiêu được đưa xuống lỗ trong cái cú phạt. Vâng, sút tê. Dã man. Ui, cầu nữa. Cà Chi sẽ bước lên điểm hưu với cái tình huống sút tê của mình, điều số 4 vừa rồi. Nhưng mà nó đã không sống, đã ngã ngũ rồi. Điều quan trọng là chúng ta xem và theo dõi là cầu thủ trước thực sự là rất khó. Vâng, chào anh Hoàng Phong. Lên đó là 3-73. Phá của anh Phong Nam. Vâng, một tình huống chắc hẳn là nhiều khán giả cũng chưa quên đến hình ảnh của Elin Kachi trong trận thi đấu chung kết với Copinji. Kachi, vâng, bây giờ có được điểm nào là tốt điểm đấy rồi. Chúng ta không mơ về chiến thắng. Tuy nhiên là việc cần làm là không được để Cà Chi lên điểm hưu quá sớm. Gần như là chỉ phải xử lý những cái mi đơn mục tiêu thôi. Nhưng mà tuy nhiên là anh Hoàng Phong, vâng, có một quyết định làm rồi. Vâng, 4 con bi mục tiêu trên 3 để Eklund Cà Chi có thể bước break and run để chấm dứt trận thi đấu này chăng, để kết thúc trận thi đấu và giành một chấm cho đối thủ trong cái tình huống break and cuối cùng. Thật sự là chỉ biết trách mình thôi. Đến từ cầu thủ Phong Nam với những cái tình huống như vừa rồi. Vâng, và Cà Chi thì không bỏ qua cơ hội. Thì chỉ phải thắng một ván thi đấu thôi. Còn cầu thủ Phong Nam sẽ phải giành chiến thắng 8 ván thi đấu liên tiếp. Vâng, phải cứu 8 cái match boy. Ok, và bây giờ là một tình huống phá bi không được tốt của Cà Chi. Và đó cũng là tình huống phá bi của... như vừa rồi. Và tầm này thì không thủ làm gì nữa quý vị ơi. Vâng, tầm này thì có lẽ là nên chấp nhận với kết quả. Những cái tình huống xử lý hay thôi. Cái việc giành chiến thắng trước Cà Chi thì nó gần như là không thể rồi. Và Cà Chi vẫn có những sai số nhất định. Vâng, chút dấu hiệu lỏng tay trong cái tình huống của mình từ số 2 vừa rồi. Nhưng mà thậm chí đến cái việc lỏng tay, vâng, đến mức độ như vậy rồi mà vẫn đúng. Ui, những cú đánh cực kỳ sát thương. Bây giờ mới dở vào. Tất cả là hoàn hảo trong cú đánh vừa rồi của Gachi.
3 con bi mục tiêu nữa thôi thưa quý vị. Mukachi sẽ kết thúc trận thi đấu này và giành chiến thắng trước cầu thủ Nguyễn Hoàng Phong.